Rồi, mình tiếp tục cái bước hồi nãy các bạn nha. Thì bước hồi nãy là mình đã test thử những cái file này, 6 file này trong cái quá trình mà đang quét virus. Quét đã xong rồi, hoàn thành xong rồi mà mình lại chưa xóa virus mà mình lại list vô 6 cái file này, thành ra là 6 file này nó đã bị nhiễm sau cùng rồi, dẫn đến việc là dù quét xong rồi mà những cái file này bị nhiễm sau, nó chưa được quét nữa, thành ra là kết quả không như mong đợi. Còn cái lần đầu tiên mà mình quay video mà nó lỗi trong quá trình quay á, chứ không phải là lỗi cái quá trình mình làm, thì mình làm quét một lần luôn, mình không chạy cái gì hết, mình chỉ lướt web thôi, thì là nó ok. Mình xóa mình diệt xong là nó ok hoàn toàn. Cái phần Task Manager này nó phục hồi lại các bạn ha, và nó diệt luôn được những cái mà đâu, mình coi thử coi cái file đó mình còn không, 60 mấy, file đó nó mất rồi các bạn nha, tại vì quá trình nó phục hồi á, nó mất thời gian, nó bị lỗi, nó treo treo ứng dụng Action, rồi nó đá ra luôn, rồi thành ra cái file mình quay nó mất luôn. Rồi bây giờ thì để mình quét cái thư mục folder ngoài desktop này coi, new folder này coi coi nó cho không, system can desktop đây, new folder này mình quét thử rồi các bạn nha, chỉ quét một cái thư mục này thôi. Wow, lộn rồi, nhầm rồi. Này các bạn thấy không, nó quét cái task manager nè đấy. Rồi bây giờ mình dừng luôn nha. Đấy, mình dừng luôn nè, dừng và xác nhận ok luôn nè. Đấy, thì nó delete một cái, delete nhưng mà không có thay đổi là Task Manager không có phục hồi các bạn nha. Rồi, ai quên quên chưa xóa xong, cái này mới gọi là xóa xong nè. Đấy, Task Manager bình thường rồi nè các bạn nha. Rồi, bây giờ Task Manager bình thường được rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy lại những cái file đây, đây. Trong 6 cái file này, bây giờ mình list từng file, rồi mình list chuột phải Task Manager coi nó có bị khóa nữa không các bạn ha. Nếu file nào list vô mà bị khóa Task Manager thì file đó chứng tỏ nó đã bị lây nhiễm. Một file. Là file này không bị nhiễm nè. Hai file. Rồi. File này không nhiễm luôn nè. Ba file. Nghi file này quá, hồi nãy file này không chạy. Gì mà không? Không sao ta. Rồi úp ai chạy nè, không nhiễm nè, gì mà ghét không nhiễm, mở nó tự động nó sẽ mở mở gì mà ghét là sao, nó con cái à. Rồi vậy là sao, vậy là chứng tỏ 6 file này mặc dù quét rồi chưa diệt virus nhưng mà chạy thêm 6 file này, 6 file này vẫn không bị nhiễm các bạn nha, vẫn không bị nhiễm. Mà mình quét thêm lần nữa thì nó lại thành công. Cũng chưa biết cái sự việc như thế nào nhưng mà nó không bị nhiễm mà quét lại thành công, chứng tỏ một điều đó là cái lúc mà bị nhiễm rồi ha, cái lúc bị nhiễm rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó nhiễm lại mất công nó tạo ra những cái file khác nữa. Tại nó tạo, nó không phải là nó disable cái task manager không đâu các bạn nha, nó còn tạo ra những cái liên quan khác nữa, chứ không phải là cái disable task manager này là xong cái tiến trình của nó thực hiện cái hành vi đen tối của nó đâu, nó còn tạo ra những cái khác nữa đó. Thành ra là chúng ta phải test cho nó kỹ, chứ nếu mà xóa để nó phục hồi lại cái task manager không là chưa đủ gọi là việc triệt để nó các bạn nha. Rồi bây giờ là tạm thời xác nhận, bây giờ muốn biết á, mình test thêm lần nữa cho các bạn xem, là mình test trực tiếp cái bị nhiễm quality luôn, và là các bạn biết task manager bị xóa liền nha. Rồi bây giờ rồi test nhanh rồi
Đầu đây mục này đây, it đây hồi nãy là HDD khen đây, cái này click vô là bị Task Manager mất nè. Đấy. Đấy, các bạn thấy không, mất liền thấy chưa đó. Rồi bây giờ mình chỉ chạy một xíu cho nó nhận cái khóa Task Manager, bị khóa mình bung nó ra thôi, còn cái việc mà nó đó. Rồi mình chỉ quét cái phần đó thôi cho nó nhận được cái khóa Task Manager ha. Rồi đó như đó thôi, rồi dừng dừng rồi xác nhận luôn các bạn ha. Rồi continue tiếp nè, là có nghĩa là cho nó bung lại cái khóa Task Manager ra thôi. Đấy bung ra rồi nè, bung ra rồi nè. Đấy, nhưng mà nó bung ra cái Task Manager cho các bạn xài thôi, chứ không không thể khẳng định được là những cái khác nó gây ảnh hưởng tới hệ thống hay những cái file khác là mình không dám chắc nha. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta chạy những cái file này coi. Đấy, các bạn thấy không? Bị lại nè. Mới mới nãy không bị các bạn nha. Mới nãy file đó không bị nhưng bây giờ lại bị. Đấy, các bạn thấy lạ không? Thấy lạ chưa? Đấy. Rồi bây giờ dùng cái này quét cái nữa. À. Đây, quét cái nữa nè. Chỉ là bung cái Task Manager thôi thôi, rồi, tới đó là được rồi. Đấy, rồi xác nhận luôn. Đó, cho nó bung cái Task Manager ra thôi. Đó. Đó, Task Manager bung ra nè, đó các bạn thấy không? Rồi, bây giờ tiếp tục. Hồi nãy click cái file này là bị khóa Task Manager. Bị khóa lại này các bạn hay thấy không, bung ra nhưng mà nó khóa lại nè, chứng tỏ là nó gì chưa triệt để các bạn nha, chứng tỏ là gì chưa triệt để. Bây giờ quay tiếp coi. Đấy các bạn thấy không, thấy cái bây giờ mới thấy thực sự là cái sức mạnh của nó ha, thực sự là nó virus nó tự động nó tái lập thiết lập lại các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ nè, đó, xóa ta, xóa để bung Task Manager ra nè. Rồi, không hiệu lực luôn, hồi nãy hiệu lực được một lần thôi. Bây giờ không có hiệu lực luôn. À, chứng tỏ là chúng ta quét chưa triệt để các bạn nha, chỉ quét là quét cái phần ngọn thôi. Chứ không phải là quét triệt để, thành ra là nó không có tác dụng gì hết. À, để mình cho nó quét thêm một xíu coi, coi nó thấy thêm được những cái gì liên quan trong cái ổ hệ điều hành Windows, cho nó xóa thêm một hai cái nữa. Task Manager khóa rồi, vậy là chính thức cái file này nó đã bị nhiễm rồi các bạn. Hồi nãy mình click không bị nhiễm các bạn thấy không, bây giờ là nó đã bị nhiễm rồi, chính thức nó đã bị nhiễm rồi. Vậy thì chúng ta có thể rút gọn ra một điều, khi mà chúng ta không có gì triệt để ha, khi mà chúng ta không có gì triệt để thì chúng ta lít tới lít lui cái file SE mà cái file đó nó dễ bị nhiễm là nó sẽ lây luôn. Có nghĩa là không phải là cái file nào nó cũng bị nhiễm đâu các bạn nha. Có những cái file SE nó không, giống như là con virus nó không có ấy được hay sao đó, mà nó không có mã hóa được hay sao, nó không có xâm nhập vô được, nó không có nhiễm được. Rồi tới đây thôi, dừng đi. Đó, các bạn thấy không, đó nó giờ mở nè. Đấy, rồi mình để mình fix cái, rồi vừa click vô cái reboot later là hình như nó tự nhiên nó bung ra lại hay sao. Rồi đó, vài giây thôi các bạn nha, có nghĩa là bung ra được vài giây thôi. Đó. Còn muốn bung hết được đó, thì tất nhiên là phải quét lại từ đầu, mà quét lại từ đầu cả tiếng đồng hồ nữa thì rất là mất thời gian. Thành ra là cái kế sách mà ổn nhất đó, là vẫn là gót hệ điều hành hoặc cài lại Win là nhanh nhất. Không khuyến khích các bạn dùng cái chương trình diệt virus để chúng ta quét toàn máy rồi ấy loại trừ virus hay từ cái đó,
Hồi xưa mình cũng đã thử qua cái này mà mất quá nhiều thời gian. Lúc đó coi dữ liệu cái ổ cứng cá tê đấy nè, hiện tại là cá tê nè. Đây đấy, ổ cứng này cân cá tê nè, cộng hết dung lượng lại là cũng cá tê rồi. Đó thành ra là mất quá nhiều thời gian, không thể nào mà các bạn đi quét hết cái một cái ổ cứng. Nói 500 GB thôi là thấy đuối rồi. Chứ đừng nói là hơn 1 TB các bạn nha. Đấy thì các bạn thấy không, tính thứ nhất là cái thời gian, cái thứ hai á, là cái việc mà chúng ta bỏ cái thời gian nhiều như vậy nó có xứng đáng hay không, trừ khi dữ liệu chúng ta cực kỳ quan trọng thì các bạn nên quét ha. Còn không thì chúng ta nên cài lại Win đi, rồi chúng ta làm gì làm, rồi chúng ta hãy quét là môi trường nó sạch rồi không, môi trường cái ổ C nó tương đối nó sạch rồi thì chúng ta muốn quét gì chúng ta quét các bạn nha. Sẵn chúng ta đang làm việc chúng ta treo máy luôn, muốn tải úp cái gì đó đỡ mất thời gian, rồi cho nó quét thoải mái, nó quét mấy ngày cũng được. Còn khi mà máy chúng ta đang bị nhiễm mà chúng ta làm việc thì nó rất là khó khăn, nó trở ngại nhiều thứ lắm các bạn ha. Rồi vậy thì chốt cuối cùng là không khuyến khích các bạn quét virus khi mà nó đã bị nhiễm rồi các bạn nha, trừ những con nhẹ như cái con tạo ra shortcut, nó chỉ ẩn thôi. Nó chỉ ẩn thì các bạn sâu cái thuộc tính ẩn ra, sâu thuộc tính ẩn thì cũng dễ thôi, như thế này đấy. Thì chúng ta sâu ra hết đây, cái Windows 8, Windows 10 thì các bạn làm tương tự thôi, mấy video trước mình cũng đã giới thiệu rồi. Nó sâu ra thì chúng ta thấy những cái file ẩn, chúng ta thấy những cái file ẩn thì chúng ta đó giống như ẩn như thế này. Ví dụ cái con virus nó ẩn cái thư mục này, nó giấu những cái gì dữ liệu ở đây, thì các bạn chỉ cứ việc cắt ra thôi, cắt đem ra ngoài hoặc là tạo thư mục mới ngoài bát ra là ok xong. Đó là đối với những cái con mà nó giấu dữ liệu rồi nó tạo shortcut thì chúng ta làm như vậy. Còn đối với cái con này thì chúng ta phải diệt triệt để hoặc là cài lại Win, nhưng mà mình không khuyến khích diệt triệt để hay cái kiểu này. Chỉ cái quét OC không mà nó ổ C có 45 GB mấy, 46 GB đi, mà nó quét cả tiếng đồng hồ. Cho dù máy bạn cấu hình đề cao đi, cho quét nửa tiếng thì thà các bạn cài Win lại nó nhanh hơn các bạn nha. Đó, nó nhanh hơn nhiều so với cái việc mà chúng ta chờ đợi để chúng ta quét virus kiểu này. Rồi như vậy các bạn nha, thì thống nhất với nhau là chúng ta nên cài lại hệ điều hành hoặc là bung cái bản backup mà chúng ta đã tạo sẵn, để chúng ta đỡ phải mất thời gian cài những cái shop linh tinh, những cái ứng dụng mà chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để chúng ta cài. Thì thành ra là chúng ta nên tạo một bản backup dự phòng để chúng ta bung ra cho lẹ, đỡ mất công thời gian chúng ta cài những cái shop mà chúng ta hay dùng các bạn ha. Đây, vậy là kết luận cái con Sanity này không phải là nó lây khi mà các bạn leak. Mình xác định 100% không phải là các bạn vừa bị nhiễm Sality khi mà các bạn phát hiện ra, là các bạn bị nhiễm toàn tất cả các file SD. Không phải là bị nhiễm tất cả các file SD như video mình đã test. Các bạn có thể xem là video 1 và video này, mình sẽ tách hai video tại vì hai video nó hơi dài các bạn ha. Rồi thì không phải là nhiễm tất cả các bạn nha, trừ khi các bạn test giống mình, ví dụ nó đang nhiễm rồi chưa quét triệt để mà lít tới lít lui cái file SD thì nó nhiễm là đương nhiên. Còn cái việc mà chúng ta quét triệt để rồi mà chúng ta lít lại thì nó chả có bị gì hết. Thì video trước thì mình đã ví dụ chi tiết các bạn thấy rồi, cũng chính những cái file này ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và thủ thuật của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.